Giờ xin chào, có cái hộp này thôi. Beholder mở ra. Hồi xưa thì nó có một cái lớp shop ở trên này, nhưng mà tại vì nó hơi vướng nên quăng rồi. Trong hộp thì nó gồm có pin, 3 viên pin zin của Beholder luôn. Pin này là 18650, có thể mua ở ngoài các cái cửa hàng bán pin cho laptop, hoặc là có thể order trên eBay về. Cái này là cái đế của pin, có thể luôn là sạc luôn. Nó cổng sạc cái này, cổng micro USB. Cái lắp pin 3 viên cùng chiều luôn. Và khi mà xong đây rồi, ok. Trong hộp thì nó gồm có một cái dây cáp USB để sạc pin, một cái đèn để gắn vô cái gimbal cho nó phát sáng khi mình dùng, một miếng black để gắn vô chân máy, gắn vô máy. Ở đây có cái gắn A7 đây, gắn này vào. Và cuối cùng là cái gimbal. Rồi ta cái hộp đi. Rồi về cái gimbal thì hiện tại thì cái này là cái cáp để gắn pin. Tại vì cái này nó gắn chân máy cho nên là nó hơi bị chày một xíu, tại vì anh hay để trên bàn. Cổng này để gắn đèn khi quay, nhưng mà thật ra thì nó thì từ hồi mua giờ chưa có xài. Nhưng mà từ hồi đó mua tới giờ chưa có xài. Đây là cái miếng plate, thì miếng plate này cũng có một số vài vết xước do gắn, chỉ gắn vô máy. Cái này thì hay mở bằng đồng tiền cho nên là nó vẫn bị xước, nó là bình thường thôi. Còn xài rồi thì nó không bị vấn đề này. Còn phần gimbal thì xung quanh thì không có xước, không bị gì cả. Nhưng mà cái phần này thì anh có đồ lại, tại vì hồi xưa nó có một cái miếng thép đây nó giữ, nhưng mà miếng đó thì nó không có tiện cho lắm, cho nên anh mới đổ thêm cái phần góc này, góc ngoài này, để cho nó chắc chắn hơn và dễ vặn hơn. Lúc xưa thì nó hơi khó vặn. Bây giờ sẽ gắn thử một cái máy lên. Chắc chắn của anh là nghiêng hẳn về phía bên phần nhẹ hơn. Tùy theo cái máy, nhưng mà thông thường thì đối với máy Sony thì cái phần bên này nó sẽ nhẹ hơn. Sau đó thì mình gắn lên gimbal. Sau khi mình lắp cái máy lên trên cái led đó, thì mình sẽ gắn trực tiếp cái bên này theo cái chiều này. Ok. Sau khi mà mình để cho nó cân bằng rồi thì mình vặn góc ở dưới xuống. Nó sẽ cân bằng. Tại vì cái phần này, cái miếng led này nè, nó chỉ có phù hợp với cái cúc này thôi. Trên A6000 thì nó cân bằng hơn, nhưng trên A7 thì nó hơi bị lệch nó một xíu. Thì có thể em sẽ đổ thêm một cái miếng để làm thêm, đó là tùy theo mỗi máy. Và cái đó thì
hãng nó không bán, mình tự làm thôi. Thì sau khi mình cân cái gimbal rồi thì mình thấy chỉ cần nó cân được cái chiều này nè, nó cân này thôi, mình bấm nút ở đây. Làm thấy bây giờ thì cái gimbal nó đang cân bằng rồi, motor đang xoay. Khi anh xoay cái chân thì cái motor nó xoay. Đó là chế độ thứ nhất là mình di cái máy theo cái tay, cái tay mình thì nó sẽ đưa cái máy theo. Còn chế độ thứ hai là khi mình bấm cái nút điều tiết cái hướng này. Là nút điều hướng. Lên. Nếu mà mình nhấn nút giữa thì nó sẽ về cái trạng thái là không có đi theo cổ tay mình nữa, nó máy lúc hoàn toàn đứng yên, không có cái độ cân bằng của nó là một chỗ luôn, chứ nó không còn di chuyển như vậy nữa. Và anh nhấn lại một lần nữa thì nó sẽ thay đổi theo cái chiều mà mình nghiêng.